Welcome to the winter session of the Bridge Builders Academy. Tonight, we will share specific Henrico information as well as community resources. Xin chào hết tất cả đã đến để gia nhập vào buổi họp hôm nay của mùa đông này. Và chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả những tài liệu ở tại Henrico cũng như là tất cả những tài liệu hữu ích của cộng đồng. This session has been created in partnership between Sarah Modrak, who is the specialist for ESL instruction, and by Alexis Sims, the Family and Educator Resource Center coordinator. Và cái phần ở giữa mà đã được cấu tạo bởi Sarah Modrak là người đặc biệt lo về vấn đề ESL, dạy dỗ của ESL, và bởi Alex Sims là ở trong cái chương trình về gia đình. Và học vấn, trung tâm học vấn. Tonight we will share information on the following topics: preschool recruitment and student schedule planning, employment opportunities in Henrico, COVID updates, and school and community resources. At the end of the presentation, there will be time for questions should you have any. Please hold all until that time. Và đêm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả những tài liệu dưới những đề tài sau đây. Là về preschool Vita như thế nào và thời khóa biểu chương trình soạn là như thế nào và chương trình công việc làm ở tại Henrico và tất cả những tài liệu mới về COVID và trường học và tất cả những tài liệu ở trong cộng đồng và đến mà khi cuối của cái phần giới thiệu này đó thì chúng tôi sẽ có thì giờ cho những câu hỏi của quý vị và nếu mà có và xin mà nếu mà có câu hỏi thì xin đợi cho đến phút cuối khi mà sắp hết rồi đó thì sẽ hỏi. Preschool recruitment has begun. HCPS offers preschool for students who are on or before September 30th at many elementary schools. The preschool schedule follows the same hours and calendar as the school. To be considered for preschool in Henrico, you must complete an application which could be found on the website on the screen. Admission is not guaranteed. You will be contacted once you complete the application. It is best to apply early. Và cái chương trình gia nhập vườn trẻ này đã bắt đầu và cái trường trường preschool của public high school và tất cả các học sinh đó là các em từ 4 tuổi vào hoặc là trước September 9, 30 tháng 9 và tất cả các trường tiểu học. Cái chương trình của preschool đó là theo như là đúng giờ và theo cái lịch mà nhà trường đã quyết định và có thể nói là preschool ở tại Henrico đó là phải hoàn thành cái đơn và có thể coi vào ở trong cái website để mà tìm thấy cái đơn này và khi vào học thì chưa chắc gì là có thể bảo đảm được và các anh chị cũng phải liên lạc ngay tức khắc khi mà đã hoàn thành cái tờ đơn. Và tốt hơn hết là nên ghi tên càng sớm càng tốt. Each year, students who arise in 6th to 12th graders engage in course planning for the next school year using the academic and career planning found on a website on the screen. While this process has taken place already, you may make changes as needed to your child's schedule. If you missed the planning window or would like to discuss the challenges for your child's schedule, please contact your school counselor. A list of school counselors can be found at the website link in orange. Và cứ mỗi năm đó thì các học sinh đó lên bắt đầu lên lớp 6, từ lớp 6 cho đến lớp 12 đó thì là cũng nằm ở trong cái phần mà sửa soạn để tổ chức trong cái chương trình năm tới và dùng cái những cái thời có biểu những cái chương trình về làm việc chẳng hạn để có và những cái chương trình này có thể tìm thấy được ở trong cái website của mình và trong cái thời gian như vậy đó thì là quý vị có thể thay đổi hoặc là nếu cần á để thay đổi theo cái chương trình của các con cháu của mình cái con của mình và nếu mà mất đi đó không có làm được đó ở trong cái chương trình này đó thì có thể bàn luận những sự thay đổi vào ở trong cái thời khóa biểu của con mình và xin liên lạc với cái người cố vấn, người counselor của nhà trường và một cái list của nhà trường đó của những người counselor đó
thì có thể tìm thấy được ở trong website ở vào vào cái màu đen, nó có cái màu cam à. Currently, HCPS has many job opportunities available now and for next school year. All of these opportunities can be found at the website by the arrow at hermichaelschools.us/careers. Two of the most needed and important positions currently available are as school custodian, with both full and part-time available options during evening hours. Full-time employees are eligible for full benefits. Và gần đây đó, cái chương trình ở Hungry County đó, thì có rất là nhiều phương tiện, có rất nhiều là công việc làm, có thể apply được, có thể ghi tên để được và cho năm mới. Và tất cả những cái phương tiện này là có thể tìm thấy được ở trong website, trong cái đi theo cái mũi tên đó, cái arrow đó của cái trường Henry School và cái trường về nghề nghiệp. Bây giờ đó có hai cái job mà cái việc làm mà đang cần quan trọng nhất, đó là người quét dọn ở nhà trường, có cái full time hay là part time, một ngày hay là nửa ngày trong cái vị trí này, và có thể làm ban ngày hoặc là buổi chiều buổi tối đó, và có full time và có đầy đủ tất cả những benefit cho mình. Another much needed position is school bus drivers. These are full-time positions in which you can get paid while training and include bonuses for joining the team. To be eligible, you will need to have a U.S. driver's license for at least 6 months prior to beginning training. Và có những việc khác mà rất là cần, như là hiện giờ đó là người lái xe bus ở trong trường học, và cái việc này cũng là full-time mà mình có thể lãnh lương được trong khi thời gian mà họ luyện tập cho mình, và có những cái phần thưởng, cái quà thưởng nếu mà mình vào gia nhập vào cái đội của họ. Và nếu có cần thì là, nếu mà làm được thì là phải có bằng lái xe, phải bỏ cái driver license, tức là bằng lái xe, và ít nhất là 6 tháng trong thời gian mà mình luyện tập, trước khi mà mình luyện tập. Now we will share some COVID updates based on recent changes by Hermichael Schools. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả những cái tin tức mới của về COVID dựa vào trong những sự thay đổi của trường học Hermichael. Students who now test positive for COVID-19 must isolate only for 5 days rather than 10 days as long as they have a fever free for 24 hours and wear a mask at all times until day 10. HCPS is moving away from contract tracing for single exposures, so your children should have to quarantine less. If your child is exposed, you may receive test kits from school as part of the test to stay program. Masking requirements to remain in place for all students, staff, and visitors, and vaccination clinics continue to be offered throughout the county and in schools. These are available to anyone over the age of 5. Và những học sinh nào mà bị mà test mà là bị về dương đó, về COVID-19 đó, thì là bây giờ đó là bị âm về COVID-19 là bây giờ là phải ở tại nhà vào khoảng 5 ngày thay vì là ở 10 ngày như hồi trước, và phải không có được có nghĩa là nhiệt độ cao trong vòng 24 tiếng đồng hồ, và phải đeo cái mask, là cái mặt đó at all, tất cả giờ nào cũng phải đeo hết trong vòng 10 ngày. Và rồi cái trường học Henrico thì là họ bắt đầu bây giờ họ còn, cũng không có còn làm về cái công tra để mà tìm những người mà bị đó bị gần gũi những người bị bệnh khác về COVID. Vì vậy cho nên con cái của quý vị đó là phải bị ngăn cách ít hơn là hồi xưa. Và nếu bây giờ mà con trai gái của mình đó mà bị gần gũi với người khác thì rất có thể phải nhận cái test kit để đem về trường, từ trường họ cho đó, cũng là một cái phần để là trong cái chương trình về test này. Và đều đòi hỏi mình để mà đeo về mặt nạ đó, về cái mặt đó đó, thì cũng ở còn lại ở trong cái chỗ của các học sinh
và các người dạy ở đó và tất cả những người đến viếng thăm và những cái clinic mà để chích thuốc ngừa đó cũng vẫn tiếp tục để cho tất cả vào cái cộng đồng và ở tại trường học của mình. Đây là tất cả những điều mà có thể là có thể mở mang cho tất cả mọi người từ quá 5 tuổi. Here's a list of the vaccination clinics that are upcoming at schools. Community clinics can be found at the Virginia Department of Health website and can be obtained at most any pharmacy. Và đây là cái list của tất cả những cái clinic, những cái trạm xá mà họ chích thuốc ngừa cho đó. Và những cái trạm xá ở trong cộng đồng đó có thể tìm thấy ở tại Virginia Department của cái trạm y tế đó, ở trong cái website, và có thể tìm được ở tất cả mọi nơi của ở trong mấy cái pharmacy. Richmond Academy continues to offer a wide array of classes for parents in the community. Upcoming sessions are listed on the screen and can be found in multiple languages on the Henrico Schools website. These include understanding cyberbullying, helping your child face stress and social emotional success, learning more about the exceptional education process, as well as recognizing the signs of depression or other mental health needs in your child. Và trong cái chương trình mà nhịp cầu bắt nguồn về kinh tế này, về học vấn này đó, thì vẫn tiếp tục và giúp đỡ cho những cái lớp học cho cha mẹ và cho cộng đồng. Và có những cái phần này đó, cái phần mà dạy này đó sẽ là list ở trong cái screen của họ, và có nhiều ngôn ngữ lắm về tất cả cái website của các cái trường học ở tại Henrico. Tất cả những điều này là họ sẽ chỉ dạy cho mình và cho mình hiểu nhiều về thế nào là cái sự hành hung bắt nạt của tất cả những người khác, và để giúp cho các em đỡ bớt là bị áp lực về cũng như là về phần tinh thần, cũng như là và học thêm được nhiều về vấn đề về học vấn, cũng như là chấp nhận ra được tất cả những cái dấu hiệu về cái bệnh trầm cảm chẳng hạn, hay là các về bệnh về tinh thần của các con cái. The many partnerships with the community and Henrico County government, there are many resources available should you need them. If you need help with paying your mortgage or rent, excuse me, please see the first website on the screen. The Henrico Multicultural Community Engagement Office is another wonderful resource. Please see the second link to find out about the cultural events and educational opportunities throughout Henrico. If you need internet access, you may check out a hotspot from the Henrico Public Library for 28 days at a time. There are free tutoring services available at the last link on the screen. And if you need food assistance, please contact Alexis Sims at ansims@henrico.k12.va.us. There are many food supports available. Và theo tất cả những cái chương trình này mà họ giúp cho mình đó, ở trong cộng đồng này của cái trường học của Henrico hay là của trong các văn phòng của chính phủ đó, thì có rất là nhiều chương trình để giúp đỡ, và có thể mà cho nếu mà anh chị cần. Và nếu mà các anh chị cần đó để giúp để cho họ trả tiền về cho mướn nhà chẳng hạn, thì xin đến lục cái website ở trong cái screen ra, và tất cả nhiều về cái phần của Henrico có nhiều cái văn phòng văn hóa của Henrico đó ở trong cộng đồng, cái office của họ, để mà họ giúp đỡ cho mình tất cả những cái tài liệu này. Xin đến và coi cái link thứ hai đó và tìm hiểu ra tất cả những cái biến cố về văn hóa, về học vấn và cái phương tiện về học vấn suốt hết các cái vùng ở tại Henrico. Và nếu mà mình cần, nếu các anh chị cần về internet, dùng internet đó, thì rất có thể check với những cái văn phòng của Henrico, của cái thư viện công cộng trong vòng 24 ngày.
I mean, trong vòng đến vòng đến là 24 ngày. Và cũng có những cái chương trình mà để giúp cho họ sẽ dạy kèm giùm để giúp đỡ cho mình, và mình cũng có gì cũng tìm được vào trong những cái link của cái screen này. Và nếu mà cần đó, cần như là thức ăn chẳng hạn, giúp đỡ về thức ăn, thì xin liên lạc với Alex Sim ở ANSEMMS a.henrico.k12.virginia, tức là VA đó, rồi chấm, rồi US. Và tất có nhiều tất cả các phương tiện khác mà để giúp cho mình về thức ăn, giúp đỡ cho mình về thức ăn. On the screen are important upcoming dates. There is a student half day next week on February 21st. School will be closed on March 11th, April 1st through 8th, and on April 18th. Và tất cả có những điều mà họ list ở trong cái screen đó rất là quan trọng trong những cái những ngày sắp tới, là có những student đi học nửa ngày thôi, và rồi á tới cái tuần tới đó, vào khoảng 21 tây tháng 2 thì trường sẽ đóng cửa trong ngày 11 tây tháng 3 và ngày 1 tây của tháng 4, xuyên cho đến ngày 8 tây và rồi ngày 18 tây tháng 4. We thank you for your time and attendance this evening. At this time, we will take questions. You may contact Alexis Sims or Sarah Meljack directly via email should you need more assistance. Và chúng tôi rất là cảm ơn là quý vị đã đến và đã theo cái chương trình buổi tối hôm nay. Và bây giờ đó thì là chúng tôi sẽ